Rồi chúc cậu Út nay chuẩn bị cái xác nha. Dạ. Dạ rồi. Đội nón bồ văn cá nha. Nhớ nha. Ừ. Rồi mình xin chào cả nhà nha. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sống Sát TV của mình. Giờ này nhà mình đi cúng lưới neo mọi người ơi. Bây giờ khoảng gần 5 giờ chiều rồi. Hôm nay cậu Út bộ lưới cá sát rồi mọi người. Sao làm cái nữa? Hôm nay anh Liêm đi theo chuyến xe ra Bắc rồi mọi người ơi, nên hôm nay chị Hai đi theo cuốn lưới, chú Năm cũng mất công việc nên hôm nay trên xuồng có anh chị Hai chứ chú Đen. Trời ơi, mới mở hàng luôn cả nhà ơi. Chết anh. Chưa có lưới em lại chút xíu coi. Trời ơi, mới lên đầu lưới luôn à. Quá hên. Rồi nó có cá bự trời. Cái này sống thì nổi sống. Wow. Đó, đã đòi con cá chứ. Mở hàng con cá cốc. Ồ, phải cái cốc này còn sống mình bán có tiền mọi người, có giá. Cá chết uổng quá. Con chết có 800. Có khi không mua nữa. Có khi lên thì cái này thì nó mua rồi, cái này cá ít. Cái này cá cốc. Ôi, đem cầm cho. Thiệt là tin. Rồi tụi nó cần quay luôn, đem đặt quá luôn. Rồi mới đầu lưới luôn. Ê, trời trời trời, tưởng dục. Ôi ơi, ông làm. Ông làm được hết hồn. Đức tài thiệt luôn á. Đức tài, đức tài. Ông đưa vậy buộc phải cầm đi. Cái mang. Cái tay vô cái mang. Cái mang nè. Ừ, cái tay nó vô. Thôi hai tay hai mang. Hai tay hai mang. Quyến nó vô. Rồi. Cháu. Ở chỗ đây nè. Phụ con cái. Vô vô anh ơi. Yeah. Ôi, mở hàng con cá cốc này cả nhà. Quá đà. Có dạ rồi, dạ rồi. Cá chết này để vô không hay để ngoài? À, rồi, ok, để đây ha. À, để sao đi, phía sau đi. Ôi ôi, con cá cốc ngon quá. Chết rồi. Đó, dân không chiên nè, dân không chiên cầm cái ngạnh con cá cốc rồi bị cắt rồi nè cả nhà, bén ghê luôn. Không không sao, có chú ngồi đồng lại rồi. Mọi bữa không có chú đi là nghiêng dữ lắm mà. Ai có tim, có tim. Đâu? Trời ơi, tim biệt lần này luôn nè. Tim đó bác. Thấy không? Tim kìa. Đâu? Dính mỏ. Còn nữa, cái kìa đó. Còn tim. Còn tim nhiều lắm vậy hay. Dạ được. Làm linh quýnh hết trơn. Ok. Dính thêm được con cá cà mọi người. Mọi người thêm được con cá nhỏ rồi, cả nhà ơi.
đau quá ta, đau. Ê, còn. Đó, sủa mạnh lên. Vào. Không, gỡ nhẹ nhẹ nó chị, mình phải có tình yêu thương động vật. Thấy không? Dài thà bứt lưới chứ đâu để con cá ở đâu. Bởi vì đứng quyền phiên không lâu lâu cũng bị đứt tay. Ê! Trời ơi, cái dồn. Má ơi! Lâu với cái dồn luôn cả nhà. Đấy, có con gì mừng con đó. Có anh ơi. Xa bá xa. Ủa kìa mong đâu. Hả? Làm gì lột dưới trời. Cái kẻ trời cái vỗ làm dữ vậy. Mình á. À, nó bị dính lưới nó mệt phải không? À, nó khóc rồi nó mệt. Mình mở cho nó vui chứ gì. Đúng rồi. Vô bà cậu cho vô cá có thì bà cậu ơi. Sủ bự. Sủ bự. Dạ. À, sao đâu? Cậu kéo được nửa lưới chưa? Còn lưới còn cá cậu Út ơi. Yên tâm. Giam gì? Chị vậy là chị chưa biết hồi đó em có vỏ. Đúng rồi. Đó hồi nhỏ em thời gian đi học vỏ dễ gì té được. Đâu có té đâu. Nó mấy phát. Mà chị thấy có té không? Có rớt xong không? Em tại cái điện thoại rớt em chủ động em nhảy xuống em mới nhảy xong thôi. Làm sao em rớt xong được? Không, con cá nó không có đi lạc. Con cá dồ đi chung với con cá ba sa mà lạc gì. Hai con nó đi chung. Đây đã mỗi tên rồi. Bữa nay có máu có tiền nha chị hai. Đúng rồi. Đúng rồi trời. Mới dính được cái cốc. Có tiền chứ còn có máu sao. Đúng rồi. Bà này ghét quá nói gì. Không là anh hai báo động không? Bữa nào trúng nha anh hai. Hả? Không.
đang chờ đợi mọi người, gần hết lưới rồi. Khúc này là khúc gây cấn nè. Hôm ngày mình văng lưới là cái sủ nó dính ở ngoài xa này nè mọi người, cuối lưới mới dính nó không à. Giờ này gần hết lưới rồi, mong là dính con cá sủ đực bự bự đi. 6 kg được không chị ha? 6 kg gỡ nhau lâu lâu rồi. Khoan để cho mọi người coi cảnh mặt trời đẹp cái nè. Giờ này mặt trời quá đẹp mọi người ơi. Ôi ôi, tuyệt đẹp. Giờ này là hoàng hôn trên bờ sông Tiền này nha mọi người. Cho cả nhà xem mặt trời lặn. Ê, nãy giờ cá là dính đầu trong không á nghe. Ra ngoài nãy giờ chưa có gì chân á. Ê, đây, 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 hay, anh ơi, hay. Rồi, cái sủ. Rồi. Cá sấu đực luôn, cá sấu đực luôn. Cá sấu đực luôn cả nhà ơi. Rồi, rồi. Chị chứ, trong trời nó quá trời luôn mà. Có không la sao được, vậy hay. Hết hồn. Lâu lên liền. Chị nói hết lưới là em thấy em gầu rồi đó. Nó gầu gầu rồi, hết lưới rồi, lấy gì nữa giờ. Trời ơi, cuối lưới. Y như rằng mọi người, hổng gài là cuối lưới là dính á. Đã thì chứ. Bởi niềm tin mình phải son sắt mới được hả chú Đan. Cho dù hơi lo, trong lòng hơi lo. Hết lưới luôn anh hai, tới đầu gì phao luôn à. Hết lưới hả? Trời ơi, cuối lưới luôn á cả nhà. Cái này là an ủi ha chú. An ủi. Ok, khám cho cả nhà coi cái ơi. Rồi, dưỡng, dưỡng. À, để con cá sấu đực cả nhà ơi. Cá sấu đực. Có lấy không? Dưới lại con cá cóc. Đã thiệt, đã thiệt. À, dù gì cũng bữa nay cũng khai khá, tạm được. Tạm ổn cả nhà ơi. Lên được đá neo luôn rồi. Rồi, thôi giờ rồi mình đi vô. Mình đi vô rồi mình bắt cá rồi quay thành quả cả nhà coi nha. Chị hai mới bủa lại một đợt lưới nữa rồi cả nhà. Nước bữa nay dai. Bây giờ mình đem cá sủ với cá cóc lên trước. Lên lấy hai cái đèn xuống rồi mình cuốn liền mọi người ơi. Mong rằng đợt thứ hai này giống như mọi bữa đi. Không gài là lần hai lúc nào cũng cá nhiều hết trơn á. Chúc con may mắn ơi chú Năm. Chú Hoa. Cái chuyện đó phải hỏi chú Đen chứ ha chị hai. Hôm nay bà cậu có nói sao không chú Đen? Nhiều ha. Ừ. Đó, chú Đen phải nói vậy chắc nịch vậy đó con mới vững lòng tin chứ. Trời ơi, hết sức lâu luôn á. Vậy mày có cá cũng không thấy đường nữa nè. Khổ thiệt. Cái nó xỉn. Rồi, rồi, đỏ nón đi. Ôi lộn. Đỏ nón về đây qua. Đôi đèn. Đây, lưới thứ hai này mở hàng con cá cày rồi mọi người. Được 800-900 gram ký nha. Ký được không? Ký yếu nha. Nửa ký gì? Nửa ký gì? Nửa ký trời. Con này là nhanh dữ lắm à.
Nhưng tại tối quá không thấy đâu. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người xem tiếp video nha. Giờ này tối nhiều rồi mọi người. Khoảng 6 giờ. Thật sự hôm nay cá cũng hơi ít. Nhà mình định bủa thêm một giác lưới này kiếm cá thêm, nhưng mà không ngờ nó ít cá mọi người, với lại nãy dướng rất nhiều quá, nay bị mất lưới, với lại anh chị Thang kéo mệt quá trời luôn. Tại ban đêm bữa nay không có đem đèn nên nó cũng hơi thiếu sáng, nên giờ mình xin rút gọn cái đoạn đó. Bây giờ mình xin quay thành quả của tại lưới đầu cho mọi người coi nha. Đổ dầu thì chứ ta lưới thứ hai là đổ dầu. Bởi vậy nãy vừa có cá. Bởi vậy ngủ ở trên đây. Nãy vừa có cá. Cá vừa khỏe ha. Hồi giờ không có cá mà lại lỗ dầu, kéo nặng nữa. Nói chung ta làm lưới này cũng hên xui hết trời. Hên xui không? Rồi. Về kêu tối kêu anh Hai đắp bóp nha. Rồi cảm ơn chị Hai nha. Hai đem vỏ xuống bắt cá mọi người ơi. Trời ơi, tại lưới thứ hai có con cá cậy à. Nhỏ à. Này là, bữa nay là trong cậy tay lưới đầu không mọi người? Không. Một con cá cậy. Hai. Hai con cá cậy. Ba. Ba con. Có ba cái vô nữa chứ. Đừng con ba sa con hú rồi phải không? Con ba sa con cá. Ơ cá dồ. Hai con này để trong rộng luôn phải không? Được không hả? Ok thấy à. Ok ok. Rồi, vậy được hai con này nữa mọi người. Nay đèn hơi tối rồi mọi người thông cảm nha. Bây giờ đã cứu lưới xong rồi. Bây giờ mình xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình xin tạm biệt cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.